Cánh mơ ước mơ, đóa trà mi giữa rừng nước Cà Mau. Gia cảnh cơ cực, Nguyễn Thị Trà My vẫn chọn thái độ sống lạc quan, luôn tươi cười và nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân, vượt qua nghịch cảnh. My đang học ở lớp 10 C5 trường Trung học phổ thông Phú Tân, Cà Mau. Nhà em có lẽ nằm trong số nghèo nhất lớp, mà khi biết hoàn cảnh gia đình, bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm, nhiều khi thấy ái ngại liệu em có đủ sức thiết con đường học phổ thông. My sinh năm 2008. Cô bé hiện đang sống cùng mẹ, cha mẹ và em gái. Gia đình Trà My tại khóm 7, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau, được xếp vào diện khó khăn. Cha cô bé là lao động tự do, bị bệnh tiểu đường type 2. Còn mẹ Trà My bị thoát vị đĩa đệm nên không thể làm được việc nặng. Nhà cũng không có đất đai, ruộng vườn gì nên thu nhập rất bấp bênh. Ngày nào hay ngày đó, bốn thành viên đang ở trong ngôi nhà lá lụp xụp siêu vẹo. Lá đang mỗi ngày một mục lặng dần. Do mẹ không thể tìm nào được việc lặng, mấy việc trong nhà cần làm, mang vác hay hơi lặng nhọc đều phó mặc vào trong tay của Trà My. Trong tay của Trà My. Cảnh đời khó khăn thực sự. Ở đây thì có hai chị em. Trà My là một cô bé học rất là tốt, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không biết là liệu em có vượt qua được cái giai đoạn này không. Đấy. Khi gia đình chú mang vác, cha làm theo thời vụ không ổn định, vùng quê cũng đâu có nhiều việc để người ta mướn cho làm hoài, thu nhập bấp bênh theo con nước lên xuống. My còn một người em đang học lớp 9 tại trường trung học cơ sở Phạm Ngọc Hiền. Nhà không có xe đạp, hai chị em toàn xin đi ké bạn mỗi ngày đi học. May mắn năm cuối trung học cơ sở, My được nhà trường tặng xe đạp như là chấp cánh ước mơ. Thương em, cô bé nhường chiếc xe lại cho em gái, còn mình lại tiếp tục hành trình đi học ké với bạn như trước đó.